Hãy xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, bệnh loãng xương là căn bệnh khá phổ biến hiện nay. Bệnh không chỉ gây tổn thương đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Nếu như chúng ta không phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì bệnh sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về căn bệnh loãng xương qua cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Minh Thu, chuyên khoa chấn thương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Vâng, xin kính chào bác sĩ ạ. Dạ. Trước tiên thì bác sĩ có thể cho biết nguyên nhân dẫn đến căn bệnh loãng xương không ạ? Dạ. Đầu tiên xin chào quý vị xem truyền hình, chào Yến. Thì như chúng ta đã biết, cái bệnh loãng xương là một cái bệnh rối loạn chuyển hóa về xương, nó gây giảm cái sức khỏe của xương và nó dẫn đến nguy cơ là dễ bị gãy xương. Thì vì cái vấn đề nguyên nhân của loãng xương thì trong y khoa người ta tạm thời chia làm ba nhóm nguyên nhân. Nhóm nguyên nhân thứ nhất đó là loãng xương nguyên phát hay là loãng xương gặp ở người già, thì nó tiến triển theo cái lứa tuổi. Cái đặc điểm của cái loãng xương ở người già này là nó biểu hiện là cái quá trình mà hủy xương tăng, quá trình tái tạo xương giảm. Nguyên nhân thứ hai đó là cái loãng xương ở cái chu kỳ mãn kinh thì nó làm nặng nề thêm cái tình trạng loãng xương ở người phụ nữ. Cái thứ ba là có một cái lối sống sinh hoạt thiếu lành mạnh, như là uống quá nhiều bia, rượu, cà phê, thuốc lá, nó làm cho giảm cái sự hấp thu canxi ở ruột cũng như là tăng cái thải canxi ở thận. Có một số bệnh nhân là người ta hạn chế cái vận động, lười tập vận động cũng như là ít vận động ngoài trời, nó cũng làm giảm cái sự hấp thụ canxi cũng như là vitamin D. Vì cái bệnh loãng xương này là một cái bệnh mà chúng ta có thể phòng ngừa được bằng cách là chế độ ăn phải đầy đủ dưỡng chất, đầy đủ cung cấp đầy đủ cái canxi cũng như vitamin D để cho xương của chúng ta chắc khỏe. Cái thứ hai nữa là hạn chế sử dụng bia, rượu, thuốc lá để làm tăng hấp thụ canxi cũng như là giảm sự đào thải canxi qua đường tiết niệu. Cái thứ ba nữa là phải có một cái chế độ vận động thể lực vừa phải, hợp lý với từng lứa tuổi để cho tăng cường tính dẻo dai, tăng cường sức cơ cũng như tính linh hoạt để tránh té ngã và gây ra gãy xương. Xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng rằng qua những thông tin mà bác sĩ Thu vừa cung cấp vừa rồi sẽ là những kiến thức hữu ích để cho quý vị và các bạn có cách phòng tránh và điều trị kịp thời cho căn bệnh loãng xương để mang lại một hệ xương khớp chắc khỏe. Đến đây thì Hải Yến xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương trình kỳ sau. Trải qua nhiều khó khăn thăng trầm cũng chính là động lực để đội ngũ cán bộ làm công tác thể dục thể thao Lâm Đồng ra sức rèn luyện, phấn đấu, nâng cao trình độ về mọi mặt,